Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình trở lại với vlog của mình. Đây, mới chạy 3 cây xong mệt quá. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem qua sơ sơ cái process của mình. Mình đang bỏ thời gian ở gym là rất là nhiều luôn. Thì mình đang muốn cho mọi người theo dõi cái sự phát triển của mình. Mình đã làm một cái video sơ sơ về gym rồi. Mệt quá. Đã làm một cái video sơ sơ về gym rồi. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem kick fit ở Cali là như thế nào. Và mình cũng tập kiểu nhóm các bạn là bỏ nhưng giống vậy thôi. Tập đó release là giảm stress nhiều lắm. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem qua sơ sơ là mình như nào. Và dạo này mình tập nó đến đâu rồi. Đúng như quá. Đã cao quá. Trúng không? Chân đang còn không? Mém nữa. Mém nữa, né rồi. Đây đa số lại gọi là đăng cóp đồng cóp lại là tất cả những mình tập ở đây mà gọi là kick fit á. Ngày học cái gì mới. Còn thường mình đổi từ cái này và đập PT là tập để giảm béo á thì mình đổi mỗi ngày một buổi. PT đang nhìn không được nói xấu nhưng mà ở đâu đó chung là tập đây mệt lắm. Bây giờ tính ra mình tập được, tính ra từ hồi mình làm video tập trên kia đến giờ là mình đã tập được khoảng một thời gian vô rồi. Là tính ra bây giờ tập gym bây giờ khoảng cỡ 3 tháng. Anh tập khoảng 3 tháng rồi đúng không sếp? 2 tháng rưỡi. Mình tập được khoảng 2 tháng rưỡi à. Nói chung sức khỏe đủ thứ nó lên. Mình chưa được tập body bởi vì cái đấy mình phải xuống đúng ký, phải đúng cái ký của mình. Nhưng mới tập cho người nó không được cái sổ ra. Ai mà không có động lực tập một cái, mình chỉ khuyên các bạn thôi. Cứ thử tập đi, tập cỡ khoảng cỡ một tuần hơn vào một cái, cỡ khoảng 2 tuần vô một cái. Cứ nghiện cảm giác ngay, giống như trang mình hơn mấy tuần đầu, ôi nó khó rồi, nó mệt không tạ được. Nhưng mà sau thời gian đó, bây giờ đi tập bình thường, không cảm giác gì luôn. Người không bao giờ đau nhưng mà gì, mệt thì lúc mệt ban đầu thôi. Mệt ngay là lúc đang tập thôi, nhưng mà tập xong một cái nó khỏe hẳn lên. Thầy mê thái. Ao. Mẹ đấy. Thở đều nhá. Thì về cái bộ môn fit này mà trong trung tâm California đưa vào cho các hội viên khách hàng tập á, tại vì cái lượng vận động rất là tốt và đốt cái lượng cardio, nó đốt cái lượng năng lượng chúng ta nạp vào tiêu hao năng lượng rất tốt, thích hợp cho những đối tượng là giảm cân như Semisit. Và nay tập được đến nay là cũng là hơn 2 tháng ở bộ môn này, rất là khả quan, cũng như anh đã rất năng khiếu và cái sự nhiệt tình, cũng như là anh ấy rất là siêng năng luyện tập. Nhưng mà chỉ vì vấn đề này thôi là anh ấy rất là ăn rất là nhiều luôn và giấc ngủ của anh ấy không có đúng. Bắt đầu á là yes cho anh ấy chạy 3 km, 3 cây số ban đầu nhá, sau đó tập. Còn một hôm là sẽ tập võ kick fit Muay Thái. Hôm nay anh ấy, hiện nay là anh ấy đã lên tới level Muay Thái rồi. Còn một hôm sau sẽ tập các loại hình BTX như này, các cái bài sàn cho anh ấy đốt cái lượng mỡ bụng ấy. Và kết thúc ngày thì anh ấy sẽ nhảy 1000 cái nhảy dây, tăng cái lượng thể lực lên mà cải thiện cái nhịp tim mạch của mình. Chỉ cần anh ấy fit lại chế độ dinh dưỡng của mình thôi. Hiện nay là xem xét chưa có kiểm soát được chế độ dinh dưỡng. Chỉ cần chế độ dinh dưỡng đúng cái nữa thì tập luyện theo cái chương trình của Z đưa ra thì chỉ cần 6 tháng rồi nay được fitness lại. Vừa đó chốt là một bữa tập gym của mình. Ngày nào cũng như vậy hết, một là như vậy, hai là nặng hơn à. Hôm nay đúng ra mình đang quay nó còn nhẹ, nó còn dễ. Chứ bình thường nó còn nặng hơn nữa. Nhưng mình thấy tập gym bây giờ nó có tác dụng, mình cứ làm thôi. Mình cứ tập thôi. Riêng về nói bây giờ sao ta,
các bạn cứ cố, nếu mà ai ở nhà mà có yêu cầu tập mà muốn giảm kéo, cứ cố vượt qua 1-2 tuần đầu đi, đảm bảo mọi thứ nó dễ hơn và các bạn sẽ thành công. Hôm nay mình đang được hẹn đi ăn trưa với một người chị bên NVIDIA. Và mình rất là may mắn luôn được bên NVIDIA tặng cho mình nguyên một con RTX 3060 để ăn Tết. Cái phiên bản mình đang cầm trên tay là cái phiên bản limited. Cái này ở Việt Nam người ta ít ai có lắm. Chung với các bạn, mình sẽ unbox cái sản phẩm này xem bên trong nó có cái gì á. Đây, nếu các bạn có thể thấy cái 2060 mới, cái design của nó cực kỳ tinh tế, cực kỳ sleek. Đối với bên mình không biết, cái mình chưa nhìn thấy rõ cái 2060 thường nó như nào. Nên phiên bản limited của mình thấy rất là ok. Đó. Nhưng mà cảm ơn bên NVIDIA đã cho mình cái con cái màn hình này. Thank you. Bên cạnh đó, khi các bạn mua card dòng loại RTX, các bạn sẽ nhận được một trong hai game hot nhất bây giờ, và đó là Battlefield 5 hoặc Anthem. Và khi các bạn mua card màn hình 1050, 1050 Ti, 1060, các bạn có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 70% giá trị của card. Chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng cho một trong số shop toàn quốc, và mình sẽ ghi tất cả tên shop đấy ở dưới description. Hôm nay chắc mình sẽ làm một cái Q&A chung với mọi người, và mình sẽ trả lời mấy câu hỏi mọi người đã đặt cho mình trước giờ, mấy câu hỏi mà bên mình được hỏi nhiều nhất. Cơ duyên nào khiến anh trở thành streamer và động lực nào để anh làm trong ngành này lâu như vậy ạ? Với câu trả lời này, ai chưa biết mình đã làm trong ngành này bây giờ tính ra là từ đầu 2012 đến giờ. Cái động lực, cái duyên nào mà mình sợ mình làm streamer, cái này mình nghĩ cái vậy, cái duyên mà mình chắc nghĩ là bạn gái, chắc bạn gái đầu tiên của mình. Bởi vì trong cái thời gian khi mình quen người ấy thì mình không có đi chơi nhiều, mình không muốn có bỏ thời gian đi ra ngoài đường nhiều á, thì đa số chỉ hai đứa chỉ có ở nhà thôi. Và trong thời gian đó thì mình ở nhà và mình bắt đầu phải tìm ra một cái hobby, một cái gì đó để làm để nó giết thời gian. Thì từ đó mình mới tìm được stream. Nói qua nói lại, câu hỏi được hỏi nhiều nhất là chừng nào đừng lấy vợ anh. Bây giờ có con nào chịu lấy hả? Cái lựa chọn bây giờ không phải do mình nữa. Mình đến cái tuổi 30, mình gọi là người ta nước ngoài gọi là desperate, là mình đang ngồi đấy, mình không có sự lựa chọn nữa rồi. Ai chịu mình lấy. Tiêu chuẩn chọn người yêu của anh, tiêu chuẩn của mình là một, đừng có cao hơn mình. Mình 1m66, mình khá là lùn, nhưng mình rất là sợ cảm giác như là mình có bạn gái mà cao mình phải nhìn lên được. Đó là cái tiêu chuẩn đầu tiên. Hai nữa, mình muốn nó thật thà thì tất nhiên là điều đương nhiên rồi, mình muốn một người nào đó là đa số hợp tính với mình. Anh nghĩ sao về các streamer mình chơi cùng? Pew, chó, không nói nhiều. Nói chung chơi Pew thì chơi không được, đa số hai đứa chơi cãi nhau mà, chửi nhau mà, thì nó rất là vui. Đó, nó hay hứa leo lắm, đừng có tin nó. Là cái tóc này, cái vụ tóc này thôi, nhiều người biết là nó hứa leo nhiều lắm, đừng có tin nó. Đổ, nói chung mình với Đổ cực kỳ hợp nhau. Vô đây bây giờ có cơ hội gặp là mình đã gặp hết rồi. Bất cứ nó vô đây hay mình ra kia là mình gặp nhau hết rồi. Chơi với nó rất là vui, rất là hợp. Chơi trong cái đám bốn đứa mình chơi chung với nhau luôn, rất là hợp. Các bạn thích xem mà mình chơi cũng thấy vui nữa. Còn về mấy đứa bạn khác mà làm trong ngành stream, tất cả đứa khác mình rất là quý mấy đứa em của mình. Mình đa số không có ghét ai hết, mình là hàng đứng chính giữa. Bởi vì mình không ngồi đây, mình ngồi kiếm tiền từ mấy cái này, mình không có tập trung vào cái đó, để như là mình phải xác định mình phải lấy tiền từ mấy cái này ra, mình không có cái phố gì hết, mình chỉ ngang ở chính giữa. Nên vậy mình chơi với mọi người nó rất là hòa đồng. Câu đúng là hòa đồng. Anh có muốn bỏ cuộc sống hiện tại để có một cuộc sống mới ở vùng đất mới? Mấy khi mình cảm giác như mình muốn như vậy, mình muốn trốn khỏi trách nhiệm của mình ở Việt Nam, ở Việt Nam rất là phức tạp. Cái điều đó mình rất là muốn, nhưng mà mình vẫn nhận ra một điều là Việt Nam là một cái nơi vui nhất. Và mình bỏ đi chưa chắc nơi khác vui hơn. Với Tết gần tới, Tết hôm nay là cái Tết kiểu nó sao bây giờ ta? Mình thấy mình rảnh nhất bởi vì mình đang time off á, mình chỉ làm bên YouTube thôi, thì bây giờ đang thấy rất là rảnh. Và về Tết nữa là mình mới book cái này, mình mới book một chuyến du lịch nữa mà sắp tới đây mình sẽ đi, và cái đấy content mình có thể ra cho các bạn là rất là đẹp luôn. Rồi đó là mình sẽ đi qua Maldives, chắc chắn luôn content sẽ rất là hay. Về cái số lượng video mình sẽ ra trong mấy ngày gần tới, và lúc mà Tết sắp tới là mình sẽ thông báo cho các bạn trước luôn là cái số lượng video nó sẽ ra rất ít. Và trong thời gian đó editor của mình cũng sẽ về quê, và mình cũng sẽ ra đấy du lịch.
thì tất cả trong cái thời gian đó mình sẽ cũng vẫn quay, mình sẽ đi quay, vì như mình đã nói mình đi Maldives, mình sẽ rất quay tất cả cái đó lại cho các bạn. Nhưng mà thực video ra phải đợi chắc phải sau Tết mình mới bắt đầu có video lại. Chắc mình sẽ chốt cái tập vlog này ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ để lại một like và subscribe. Cảm ơn Nvidia đã gửi mình cái cam màn hình này. Hẹn các bạn lần sau. Bye bye.